Xin chào, tôi là Dari và các bạn đang xem bản tin vắn video. Trong đây chúng tôi chia sẻ về những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử phát triển của vận tải đường dây và công ty Skyward Community trong những tuần qua. Trong bản tin này, các đại diện từ công ty Fraser Sensor Technology đã tới thăm trung tâm thử nghiệm tại Sharjah. Sinh viên của trường đại học tại Sharjah đã trình bày khóa luận tốt nghiệp về vận tải đường dây. Tạp chí của Anh là Railway Technology đã đăng bài báo về các ưu thế của vận tải hàng hóa theo công nghệ đường dây. Và bây giờ là chi tiết hơn về các sự kiện này. Trung tâm thử nghiệm các công nghệ đường dây tại Sharjah đã đón chuyến thăm của các lãnh đạo từ công ty Fraser Sensor Technology, doanh nghiệp chuyên tiến hành phát triển đổi mới trong lĩnh vực đường sắt. Các dự án của doanh nghiệp này trải rộng trên địa phận hơn 140 nước trên thế giới. Khởi đầu chuyến tham quan, các vị khách đã xem giới thiệu công nghệ, mô hình đô thị tuyến tính và được biết về những ưu thế chính của vận tải đường dây, mức độ an toàn cao cho hành khách, chi phí xây dựng thấp và khả năng ứng dụng vào bất kỳ hạ tầng nào. Sau đó, các vị khách đã tới thăm gian triển lãm trong nhà, nơi trình diễn mẫu vận tải đường dây cao tốc, có thể tăng tốc tới 500 km/h trên các tuyến đường liên tỉnh và quốc tế. Một điểm tham quan nữa là phòng điều phối. Tại đây, các vị khách đã được biết về hệ thống phần mềm tối tân, được phát triển đặc biệt cho việc quản lý vận tải đường dây. Và tất nhiên, để kiểm chứng công nghệ trên thực tế, các đại diện từ Fraser Sensor Technology đã có chuyến đi thử trải nghiệm trên Unicorn nhiệt đới được chứng nhận. Cuối chuyến đi, đoàn khách đã bày tỏ sự cảm ơn tới đội ngũ dự án tại UAE và mong muốn thiết lập hợp tác chặt chẽ hơn với công ty trong tương lai. Chúng ta hãy cùng tiếp tục bản tin vắn video với một tin tức nữa từ Sharjah. Sinh viên Mohammed Amiruddin của Trường Đại học Mỹ thuật và Thiết kế đã trình bày khóa luận tốt nghiệp trên cơ sở nhà ga tương lai cho vận tải đường dây. Khóa luận của sinh viên này hướng đến giải quyết ngay một số nhiệm vụ mang tính xã hội và thiết kế, cho thấy các gian chức năng trong nhà ga, phân bố chính xác và đúng đắn các vùng làm việc trong nhà ga, tạo cảnh quan nhà ga lôi cuốn đối với người dùng hiện đại trên vận tải công cộng. Mọi thành viên ban giám khảo đã đánh giá cao mức độ hoàn thiện đồ án tốt nghiệp của Mohammed. Lưu ý rằng, một trong các thành viên của hội đồng là kỹ sư công nghệ đường dây OLED Hilco. Ông được trường đại học mời tham gia hội đồng. Chắc chắn rằng, sự hợp tác khoa học giữa dự án vận tải đường dây và các tổ chức giáo dục tại Sharjah sẽ tiếp tục phát triển tích cực trong tương lai. Trong phần kết, chúng ta cùng xem có những bài đăng nào về dự án trên truyền thông trong những tuần qua. Một trong những bài báo thú vị nhất đã được đăng bởi tạp chí Anh Railway Technology. Các tác giả đã trình bày về những ưu thế chính của vận tải hàng hóa theo công nghệ đường dây. Như ghi nhận trong bài, tuyến đường theo công nghệ đường dây bền trước các điều kiện thời tiết khác nhau. Điều này cho phép vận chuyển hàng hóa tại các khu vực có khí hậu và địa hình phức tạp. Việc vận chuyển tốc độ cao được đảm bảo nhờ có các trụ đỡ trung gian của tuyến đường, có thể đặt cách nhau tới 3 km, vượt qua các chướng ngại cản trở khác nhau. Ngoài ra, vận tải hàng hóa theo công nghệ đường dây có thể vận chuyển tới 100 triệu tấn hàng mỗi năm. Trong tương lai, công nghệ này có thể được phổ biến rộng rãi nhờ tính tin cậy và thân thiện môi trường cao. Bản gốc bài báo có thể xem theo link trong phần mô tả dưới video này. Trên đây là mọi tin tức tối nay. Hãy đăng ký lên kênh YouTube SVKC và bật nhận thông báo để không bỏ lỡ các bản tin vắn video tiếp theo. Xin hẹn gặp lại!